Thưa quý vị, trong phần ý kiến chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Huỳnh Anh Tuấn, là tổng giám đốc công ty chứng khoán SJC. Thưa anh, là cái phiên giao dịch cuối cùng của tuần thì đã diễn ra khá là tích cực và cái chỉ số VN-Index đã nhanh chóng vượt cái mốc 730 điểm. Theo anh thì cái sự vượt mốc này nó đã nói lên cái xu hướng của thị trường hiện nay chưa? Chúng ta thấy chỉ số index thị trường đã test cái chỉ số 730 rất là nhiều lần, và chúng ta thấy những lần trước thì đa số là không thành công, bởi vì chúng ta thấy áp lực bán ở những cái cổ phiếu ở cái gì khi chỉ số test dùng 730 thì áp lực bán khá là lớn. Nhưng mà đặc biệt cái lần này chúng ta thấy là trước khi chỉ số test 730 thì trước đó chúng ta thấy có một số thông tin mà các nhà tạo lập thị trường đã có thể nói là đã nắn một cái dòng tiền theo một cái xu hướng để cho thấy rằng là xu hướng cái khả năng mà thị trường vượt chỉ số 730 là khá là tích cực. Đặc biệt là chúng ta thấy trong tuần thì một số thông tin ở một số diễn đàn cho rằng là cái một số công ty chứng khoán đã giảm tỷ lệ margin, đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu bất động sản mà có cổ phiếu được cho là tăng nhiều nhất ở trong thời gian vừa qua. Một thứ hai nữa là cái niềm tin cũng được đặt ra, tức là trong cái hội nghị các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa rồi cho thấy là nền kinh tế chúng ta đang đi diễn biến theo một xu hướng khá là tích cực, và đặc biệt là có rất là nhiều thông tin hỗ trợ cho việc tăng trưởng trong thời gian sắp tới. Thì tôi cho rằng ở đó là cái tín hiệu tích cực trong xu hướng, và đặc biệt là có một cái tín hiệu nữa mà chúng ta thấy là khi chỉ số vượt sang 730 thì nó đã xóa đi cái tâm lý của tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là cái câu nói là sell in May, tức là đặc biệt trong tháng 5, thì đó là cái hầu như thị trường chứng khoán đã bước sang một trang mới cho một cái xu hướng dài hạn hơn. Và có vẻ như là cái xu hướng, cái quy luật sell in May mà ngày xưa chúng ta vẫn thường suy nghĩ thì nó không còn đúng nữa. Đặc biệt trong tháng 5 này thì chúng ta thấy thường những cái đợt trước thì chúng ta thấy là trong những cái sell in May trong tháng 5 thì cái khả năng các nhà đầu tư nước ngoài ở cái xu hướng là họ bán nhiều hơn mua. Nhưng mà đặc biệt ở trong tháng 5 này thì chúng ta thấy cái dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang ở một xu hướng duy trì mua ròng. Thì đó cũng là cái lực đỡ cho thị trường đặc biệt trong tháng 5. Và cũng trong cái phiên cuối tuần thì chúng ta thấy các cái dòng cổ phiếu chứng khoán. Và cũng trong phiên cuối tuần thì chúng ta thấy các dòng cổ phiếu chứng khoán thì đã đạt được cái mức kịch trần ở HCM. Và anh có thể nói gì về cái sự bứt phá của HCM nói riêng và các cái dòng cổ phiếu chứng khoán trong cái giai đoạn hiện nay? Riêng cổ phiếu HCM chúng ta thấy có hai thông tin. Một là cổ phiếu HCM là sẽ nở rơm 100%. Thì đây là một cái thông tin tôi cho là khá là tích cực đối với cổ phiếu này. Thứ hai là riêng cái dòng cổ phiếu chứng khoán chúng ta thấy trong cái giai đoạn vừa rồi thì đa số các cổ phiếu tăng nó nằm ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và những nhóm bất động sản. Hầu như cái cổ phiếu chứng khoán hầu như là đang giai đoạn tăng chậm nhất so với nhịp thị trường vừa qua. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt chúng ta thấy với cái thanh khoản lớn trên thị trường hiện nay thì rõ ràng là các công ty chứng khoán đang hưởng lợi rất là nhiều từ cái việc cái giá trị giao dịch của toàn thị trường. Do đó là tôi cho rằng là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán đã tích lũy trong thời gian khá là dài, và tôi cho đây là một cái cơ hội cho cái nhóm cổ phiếu chứng khoán trong cái quá trình tích lũy dài để bắt đầu bước vào cái chu kỳ tăng trưởng mới trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta thấy là các cái cổ phiếu ngân hàng dường như hiện tại đã quay trở lại cái vai trò mà dẫn dắt của thị trường. Thế vậy thì theo anh cái đà tăng này nó có tiếp tục trong thời gian sắp tới hay không? Tôi cho rằng chúng ta thấy hiện nay một cái thông tin đó là tăng trưởng tín dụng của tất cả các ngân hàng đang ở cái mức khá nhanh và khá cao. Và tôi cho đây là một cái yếu tố mà các ngân hàng được hưởng lợi từ cái việc tăng trưởng này. Và nói về cái cổ phiếu ngân hàng, chúng ta thấy là trong suốt cái nhịp vừa rồi hầu như đó là các cổ phiếu ngân hàng cũng ở cái giai đoạn đi ngang và tích lũy. Và cái đặc biệt là cái giai đoạn này hầu như là chúng ta thấy là các nhà tạo lập thị trường trước đó thì họ dùng những cái nhóm cổ phiếu bất động sản và những cổ phiếu penny để lôi kéo thị trường cũng như lôi kéo cái dòng tiền vào. Và đặc biệt hàng loạt các cổ phiếu blue chip trong cái thời gian vừa qua đa số là chủ yếu là đi ngang, và đặc biệt cổ phiếu ngân hàng. Thì với thông tin về việc tăng trưởng tín dụng tốt như của ngân hàng như hiện nay thì tôi cho rằng là cái xu hướng về lợi nhuận của ngân hàng sắp tới sẽ là một xu hướng tích cực. Do đó tôi nghĩ là các nhà tạo lập thị trường đã hướng cái dòng tiền vào cái nhóm cổ phiếu này
và tôi cho là cái xu hướng cổ phiếu ngân hàng sẽ là xu hướng diễn biến theo cái xu hướng tăng giá trong thời gian sắp tới. Còn riêng đối với cái nhóm ngành bất động sản thì dường như là sau cái chuỗi liên tục tăng thì dòng tiền bắt đầu rời khỏi cái nhóm bất động sản. Vậy thì theo anh thì có phải cái nhóm này đang bắt đầu rơi vào cái trạng thái điều chỉnh hay không? Tôi cho rằng là nhóm cổ phiếu bất động sản đang ở trạng thái điều chỉnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng đây có rất là nhiều thông tin, đặc biệt là những thông tin về giá đất ở một số cái vùng gian đang ở một cái trong cao. cái cơn sốt ảo. Cho nên đó cũng là một cái thông tin khá là bất lợi đối với một cái nhóm cái cổ phiếu, đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Đặc biệt nữa là một cái thông tin về việc cái giá các chung cư căn hộ cũng đang ở một cái xu hướng chững lại, thì làm cho cái dòng tiền mà tham gia cái nhóm cổ phiếu này và những cái nhà đầu tư họ đầu tư cổ phiếu này họ áp lực, họ chốt lời rất là lớn. Bởi vì đặc biệt trong cái xu hướng vừa rồi, nhóm cổ phiếu bất động sản và là nhóm cổ phiếu đầu cơ và tăng khá là mạnh, cho nên cái giai đoạn mà điều chỉnh này tôi cho nó diễn ra khá là bình thường, không có cái yếu tố gì tiêu cực ở đối với cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trao đổi với anh Huỳnh Anh Tuấn, là tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Và hy vọng rằng với những phân tích và những thông tin mà anh Tuấn vừa cung cấp thì các nhà đầu tư có thể cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng điểm qua các nội dung chính đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Vụ tấn công mạng bằng mã đạo WannaCry chưa hết, công ty an ninh mạng Proofpoint tiếp tục phát hiện ra một đợt tấn công mạng mới cũng lợi dụng lỗ hổng của Microsoft gọi là Eternal Blue. Tuy nhiên, tin tặc sẽ đào tiền ảo bằng nguồn tài nguyên của máy tính như CPU, card đồ họa. Dù không mã hóa dữ liệu của người dùng, song nó có khả năng làm cho máy tính của người dùng và doanh nghiệp sẽ chậm hơn nhiều. Nhằm hỗ trợ giải cứu thịt heo trên thị trường, đại diện Vitsan cho biết sắp tới sẽ giảm thêm giá thịt heo để thúc đẩy tiêu thụ. Hiện công ty đã giảm giá bán nhiều mặt hàng thịt từ 10 đến 15%, chia thành nhiều đợt trên mức giá bình ổn đã cam kết. Việc này đã giúp tăng sức tiêu thụ của thị trường thêm 15% trong thời gian giảm giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị tung ra và đưa lên Google Play một ứng dụng có tên là UDI Maps, giúp cảnh báo về tình trạng ngập lụt và chiều cường cho người dân. Hiện giờ ứng dụng này chỉ hỗ trợ trên những smartphones sử dụng hệ điều hành Android. Ngày 18 tháng 5, Hy Lạp đã thông qua gói cải cách, trong đó cắt giảm lương hưu và tăng thuế để đổi lấy cứu trợ tài chính từ các chủ nợ quốc tế, trong khi người dân đồng loạt biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng này. Hy Lạp hy vọng rằng việc thông qua các chính sách thắt lưng sẽ thuyết phục được các chủ nợ đưa ra một phần của gói cứu trợ trị giá 7,5 tỷ euro và giãn nợ cho Hy Lạp. Và đến đây thì bản tin sáng ngày 20 tháng 5 cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.